Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Hy vọng mọi người đã kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Con chơi được nhiều không? Lượn lờ được nhiều không? Và mình đã quay trở lại một kiểu tóc trẻ trâu hơn xưa. Và anh em nghĩ thế nào về quả đầu dâu ngô trẻ trâu này? Mời anh em bình luận ở bên dưới. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào hai cái đối tượng là trên màn đây, là hai chiếc máy đến từ thương hiệu Realme. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2018 thì Oppo Real, Oppo thật đấy, thương hiệu con của Oppo chính thức tuyên bố tách ra hoạt động độc lập cùng với cái tên là Realme. Thực sự là tôi, do cựu phó chủ tịch của Oppo đứng đầu, vào tháng 10, Realme đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Và lập tức đến nay đã có 3 mẫu smartphone với cái chiến lược khá giống với cả Xiaomi. Đó là tập trung vào cấu hình cao và giá tốt để cạnh tranh trong phân khúc phổ thông cũng như là trung cấp. Trên bàn mình đây đang để 2 trong 3 mẫu smartphone đầu tiên mà Realme ra mắt tại thị trường Việt Nam trong quý 4 vừa rồi. Đó là chiếc Realme 2 và Realme 2 Pro mà mình mượn tại 7S. Còn mẫu Realme C1 thì không có ở đây. Sau thời gian trải nghiệm hai chiếc máy này thì mình nhận ra rằng chúng đều rất cạnh tranh trong phân khúc giá, và theo mình, thương hiệu Realme rất đáng để quan tâm trong thời gian tới. Nếu các bạn sau khi xem xong video này mà muốn mua cho mình bất kỳ chiếc máy nào đến thương hiệu Realme thì thể check link dưới phần mô tả video của 7S với mức giá mà các bạn có thể tham khảo tại lúc các bạn click link. Thế còn bây giờ thì giá có thể thay đổi trong khi lúc các bạn xem video, nó có thể khác nhau. Nhớ nhá. Trước khi nói về xu hướng trong tương lai, hãy cùng nhau phân tích một chút xem những chiếc điện thoại Realme nó có những gì đáng chú ý. Nếu so sánh Realme với cả Oppo thì các mẫu Realme hiện nay đang gần như bê nguyên từ Oppo sang, từ thiết kế, hệ điều hành, cái hệ điều hành KOS giống yệt cả cấu hình nữa. Cụ thể hơn là chiếc Realme 2 và chiếc C1 gần như y nguyên cái chiếc Oppo A3s. Những cái điểm khác biệt nhỏ chỉ là họa tiết và sự bổ sung cảm biến vân tay trên mặt lưng của chiếc Realme 2 và sự cắt giảm nhẹ ở camera trước trên chiếc Realme C1. Còn chiếc Realme 2 Pro có ngoại hình tương đương, có thể nói là 1:1 với chiếc Oppo F9, cùng kích thước và màn hình cũng với kiểu tay thỏ giọt nước, nhưng đã có sự khác biệt đôi chút về cấu hình và camera. Đó là chiếc Realme 2 Pro sử dụng con chip Snapdragon 660 cho hiệu năng nhỉnh hơn và tối ưu cho nhiều ứng dụng hơn so với con chip Helio P20 trên chiếc Oppo F9. Và đặc biệt hơn là chiếc Realme 2 Pro này có phiên bản lên đến 8GB và 128GB bộ nhớ trong, cho khả năng lưu trữ đa nhiệm rất tốt trong tầm giá, trong khi chiếc F9 thì dừng lại ở 6GB và 64GB bộ trong mà thôi. Tuy nhiên, chiếc Oppo F9 thì nó cũng có cái sự nổi bật với tính năng sạc nhanh với VOOC chứ danh. Để tối ưu về giá thì Realme chỉ sử dụng sạc 10W và thậm chí nó còn không hỗ trợ quy charge 3.0 luôn. Nói về tính năng và trải nghiệm thì sao? Cái KOS trên Realme mình thấy nó hoàn toàn tương tự như trên Oppo, vẫn có đầy đủ các tính năng hữu ích như kiểu lên diện khuôn mặt này, không gian trò chơi này, camera AI này, vân vân và mây mây. Trong cái quá trình mình trải nghiệm thì không hề có tính năng nào gặp phải cái lỗi hay là cái sự chênh lệch về hiệu năng đáng kể dài thương hiệu. Với những cái ưu điểm và những cái sự khác biệt nhỏ mà mình vừa mới kể đến khi so sánh với đàn anh Oppo thì Realme có giá bán tốt hơn xấp xỉ khoảng tầm 1 triệu đồng. Điều đó khiến những chiếc smartphone đến từ thương hiệu non trẻ này thực sự rất đáng chú ý trong một khúc giá phổ thông và trung cấp. Với cái mức giá chỉ từ hơn 2 triệu đồng, ta đã có một smartphone với thiết kế kiểu thời thượng, fucking washit, cấu hình tốt, pin trâu, camera kép. Như vậy ta có thể thấy Realme đã làm tốt ngay từ cái gọi là cái khâu đầu, gọi là cái định vị thương hiệu. Đó là tập trung vào những cái smartphone giá tốt nhưng vẫn giữ được cấu hình tốt, tính năng tốt, thiết kế hiện đại, dễ dàng khiến giới trẻ cảm thấy kiểu phấn khích. Wow. Ngoài cái điểm chính về cấu hình và mức giá ra thì Realme cũng đã làm tốt cái khâu chiến lược bán hàng và ổ mãi. Đó chính là tận dụng được cái hình thức thương mại điện tử đang kiểu bùng nổ tại Việt Nam, tạo ra cái đợt flash sale trên nhiều các website bán hàng điện tử kiểu để bán được một lượng hàng lớn trong thời gian ngắn, tạo tiếng vang nhanh và để kiểu cộng đồng người dùng biết đến nhiều hơn. Và song song với khâu bán hàng thì Realme đã lập tức thiết lập được một cái chuỗi ủy quyền bảo hành sản phẩm tại các cái trung tâm của chính Oppo ở Việt Nam nhờ mối quan hệ khăng khít giữa hai công ty này. Do đó thì người dùng có một sự tin tưởng lớn về cái thương hiệu này ngay từ cái thời gian ban đầu, hy vọng là như vậy. Và theo như mình thì với những chiến lược đúng đắn này, Realme đã có một khởi đầu khá là thuận lợi tại Việt Nam khi cả 3 chiếc Realme đều doanh số rất là tốt, đặc biệt là cái chiếc C1 trong đợt flash sale đầu tiên tháng 11 vừa qua đã bán được khoảng tầm 11.000 chiếc trong vòng 24 tiếng đầu tiên. 11.000 chiếc trong vòng 24 tiếng cho một cái thương hiệu mà chưa ai biết đến là đâu thì đây là quá điều tuyệt vời dành cho cái thương hiệu Realme này. Vậy thì cái tương lai của Realme tại thị trường Việt Nam sẽ ra sao? Theo mình thì chắc chắn Realme trong năm tới vẫn sẽ đạt lượng bán tốt cùng với sự ra mắt của nhiều mẫu điện thoại kiểu đẹp hơn, khỏe hơn, cấu hình cao hơn, nhiều tính năng hơn. Như nhiều chuyên gia nhận định thì khả năng cao Oppo sẽ dần nhường phân khúc tầm phổ thông và trung cấp dành cho Realme, và họ sẽ tập trung vào các cái mẫu kiểu smartphone cao cấp flagship như Oppo Face chẳng hạn để nâng tầm thương hiệu mình lên. Điều này có lẽ sẽ tốt cho Realme và tốt cho cả Oppo.
Nhưng chắc chắn rằng cái chiến lược tập trung vào dòng máy ngon bổ rẻ cũng sẽ không dễ dàng, bởi chúng ta luôn luôn có sự cạnh tranh của các thương hiệu như kiểu là Xiaomi, Honor, và nãy cả thêm thương hiệu Việt là Vsmart đến từ Vingroup, sẽ khiến phân khúc này trở nên rất là khốc liệt. Và khả năng là sẽ vẫn cần phải đầu tư mạnh vào tính năng đặc biệt nào đó, quảng bá hình ảnh mạnh mạnh như kiểu là Oppo hay Samsung thì mới nhanh chóng chiếm được thị phần. Cá nhân mình chỉ có một mong muốn là các hãng ra thêm chiếc smartphone chạy Android One để mình thử lựa chọn. Thế thôi, bởi vì mình kiểu ghét mấy cái giao diện, mình thích kiểu Android One. Nó mượt mà, nó nhẹ nhàng, nó thuần Google. Và thực sự gì nó rất là dễ cập nhật, liên tục có bản cập nhật mới. Thì đó là tính năng mình thích. Chứ còn các hệ điều hành này không phải là gu của mình. Đó, chúng ta vừa nói về hai chiếc điện thoại Realme, nói riêng và chung chung một chút, nói về cả các thương hiệu Realme và chiến lược kinh doanh của họ thời gian vừa qua. Hy vọng mọi người thấy video này vui vẻ, thú vị và đem lại những thông tin bổ ích. Nếu các bạn xem xong video mà muốn mua bất kỳ chiếc máy nào đến thương hiệu Realme này thì tham khảo của 7S dưới phần mô tả video, đọc pass bạn shop nhé. Còn bây giờ thì anh em thấy như nào? Mời anh em bình luận bên dưới về cả video, về cả đầu tóc của mình. Còn nếu thấy video hay thì nhớ like, subscribe bên dưới, chúng ta sẽ gặp nhau trong các video khác. Bye bye.